Để người dân yên tâm thực hiện nghiêm ai ở đâu thì ở đó, các cấp hội phụ nữ quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhằm động viên các lực lượng tham gia các chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 trên địa bàn, các cấp hội phụ nữ Ngũ Hành Sơn đã đến thăm và tặng quà với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ hội viên và các mạnh thường quân, mong muốn các lực lượng giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt những biện pháp phòng chống dịch và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các cấp hội cũng đã vận động cán bộ hội viên phụ nữ ở các khu dân cư đã hỗ trợ rau, bánh mì, các cái nhu yếu phẩm, cá, thực phẩm để cho bà con đảm bảo đời sống, góp phần cùng với địa phương trong công tác phòng chống dịch. Thực hiện mô hình đi chợ giúp dân, mỗi ngày có trên 350 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia tiếp nhận, lên đơn và đi chợ mua lương thực thực phẩm giúp dân, đồng thời vận động các mạnh thường quân hỗ trợ lương thực thực phẩm như bún tươi, mì quảng, bánh tét, bánh mì, trứng gà, cấp phát đến các hộ dân nhằm giúp cải thiện các bữa ăn hàng ngày, hỗ trợ những phần quà gồm các nhu yếu phẩm đến hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn, công nhân, sinh viên ở trọ trên địa bàn, chia sẻ phần nào khó khăn để người dân yên tâm ở nhà. Con được rất là nhiều sự quan tâm, nhận được các phần quà như là gạo, mì tôm, mì tươi, rau củ quả, dầu ăn, mắm đồ rất là nhiều. Thì con xin chân thành cảm ơn đến các cô chú. Cùng với đó, các cấp hội đã thực hiện giải cứu nông dân tiêu thụ sản phẩm đến ngày thu hoạch bằng cách kêu gọi hội viên đăng ký và liên hệ với nông dân để mua tôm cá về bán lại cho hội viên, các tổ COVID cộng đồng với giá gốc. Đáng chú ý, biết được việc làm của các cấp hội, nhiều hộ nông dân đã hỗ trợ không đồng những sào rau muống, sào húng quế, rau dền để cấp phát đến hộ dân. Tại khu dân cư đã có những sào rau ủng hộ cho hội viên, thì chi hội đã vận động các chị hội viên tham gia đi cắt rau và sau đó vì phân từng tổ đem đến cung cấp cho gia đình để có cái nguồn rau. Những việc làm ý nghĩa của các cấp hội phụ nữ quận Ngũ Hành Sơn là nguồn động viên khích lệ, góp phần giúp người dân hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn, bớt đi gánh nặng khi mất nguồn thu nhập trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, yên tâm ở nhà cùng thành phố quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.